Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi tối lúc 21 giờ hôm nay, Huy xin giới thiệu đến quý thính giả một tập truyện mới của tác giả Diễm Quỳnh. Nếu như quý thính giả nào đã nghe Diễm Quỳnh trong Làng Ma, một câu chuyện về một sự trả thù ở một ngôi làng, thì đến với Lấy Chồng Ma, một câu chuyện mang hơi hướng liêu trai cổ đại rất là hay. Và ngày hôm nay, Diễm Quỳnh mang đến cho chúng ta một tập truyện ma thuần là dân gian làng quê. Một câu chuyện nói về đời sống ở dưới thôn quê và có những cái câu chuyện về thấm đẫm, nước mắt, bi thương ở trong đó. Tập truyện ma báo oán, Huy sẽ phục vụ trong vòng 3 buổi tối. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích cách viết văn của Diễm Quỳnh, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh, Huy để link trong phần mô tả, để mà theo đọc những tác phẩm mới, tương tác cũng như là ủng hộ thêm tinh thần cho tác giả của chúng ta. Và cũng đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, Huy mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Báo Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa thu miền Bắc. Từng ánh nắng vàng sớm mai cùng cơn gió khẽ thổi qua lũy tre già bao bọc lấy ngôi làng đông vĩ. Nơi đây cảnh vật heo hút, mọi thứ đều giản dị đơn sơ. Con đường đất kiêu quạnh in sâu dấu vết của chiếc xe bò qua năm tháng. Trên đường lác đác một vài bóng người phụ nữ, trên vai là chiếc đòn gánh cùng với cái lu to ở mỗi đầu, và tiếng nói rôm rã vang lên trong buổi sớm mai. Bà Thám, bà định lấy nước đâu vậy? Trên núi hay là cái giếng gần đình? Chắc tôi lấy ở giếng quá, chân tay đau vậy, mà leo lên núi chỉ tốn thêm tiền thuốc thang thôi. Nhưng mà cái giếng nước làng mình dạo gần đây nó có cái mùi lạ lắm nha. Bữa trước đi ngang qua đó, tôi phải nín thở bởi cái mùi hôi đó. Với lại nước trong giếng cũng đục ngầu, đâu có được sạch như trước đâu. Ôi, cũng đành chịu thôi, chứ tôi không có leo nổi lên núi bà ơi. Chắc vậy rồi. Người phụ nữ tên Tám kia thở dài than vãn. Cái giếng mà họ nhắc tới là cái giếng cổ ở gần đình. Nó được xây cách đây nhiều năm rồi, cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng, cũng là biểu tượng cho người dân nơi đây. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao 3-4 ngày nay, cái giếng bỗng chốc bốc mùi khó chịu. Hơn nữa nước ở dưới giếng cũng chuyển sang màu đen đục ngầu. Cứ ngỡ là có con chuột hay vật gì đó chết ở dưới, cho nên dân làng cũng xem thử, nhưng kết quả lại không có gì bất thường. Cuối cùng thì họ đành phải lên núi, nơi có con sông nhỏ để lấy nước về làng. Công việc này cũng nhiều kham khổ, khó nhọc, bởi gánh hai cái lu nước to như vậy trên một quãng đường xa. Nhưng họ vẫn bằng lòng với chuyện đó, ngày ngày vẫn lên núi lấy nước vào buổi sớm mai. Mỗi ngày bà Tám là người hăng hái đi gánh nước nhất, nhưng ngặt nỗi hôm nay xương khớp lại đau ê ẩm, cho nên chẳng thể đi được xa, đành phải đến cái giếng gần đình. Bà lê đôi chân từng bước cả nhắc đến gần cái miệng giếng. Phải công nhận là khi đến gần, mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi, rất là khó chịu. Bà Tám đưa tay bịt mũi lại, dùng chút sức lực uể oải ở cánh tay bên kia, định quăng cái gáo múc nước xuống. Thì trước mặt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Xác chết của một cô gái nổi lên bệnh trên mặt nước, cơ thể đang bị phân hủy, tóc và da đều bong tróc lột ra, nhìn vô cùng đáng sợ. Do đã ngâm nước quá lâu, cho nên phần thịt của người thối rữa, bốc mùi hôi thối như vậy. Khỏi phải nói, khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, bà Tám đã sợ tới như thế nào. Cái gáo múc nước trên tay tự động rơi bợp xuống đất, mặt bà biến sắc, chân phải bất giác lùi về phía sau, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh vang vọng khắp sân đình. Những người hàng xóm xung quanh chạy đến kiểm tra thì phát hiện trong lòng giếng là thi thể của một cô gái. Nhận ra đó là cái Mai, con dâu của bà Chính, dân làng nhanh chóng báo công an cho gọi trưởng làng, người nhà tới nơi. Một lúc sau,
bà con đã đứng chật sân đình cùng với vài cán bộ công an xã xuống xem xét vụ việc. Họ bắt đầu công việc vớt xác rồi khám nghiệm tử thi. Công việc diễn ra khoảng chừng vài phút thì từ bên trong đám đông, một người đàn bà chân tay lấm lem bùn đất, quần áo chấp vá nhiều chỗ, chạy đến bên cái xác mà khóc lóc thảm thiết, kêu gạo thê lương: "Trời ơi Mai ơi là Mai, sao con nỡ bỏ cái thân già này mà đi như vậy? Dưới giếng nước lạnh lẽo con xuống làm gì? Bây giờ thành ra như thế này, mẹ biết ăn nói sao với chồng con đây?" Bà Chính ngồi quỳ bên thi thể đang thối rữa của con dâu mà than trời trách đất, hai tay trung trung muốn ôm chặt lấy Mai nhưng không được. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má của người mẹ già. Bà ngồi bên cạnh xác con mãi không rời đi, đến nỗi cán bộ xã phải đưa bà ra ngoài thì mới có thể tiến hành công việc. Sau một hồi kiểm tra, phía bên công an nhanh chóng đưa ra kết luận cái chết của Mai là sự cố, cho họ bàn giao thi thể lại cho nhà để an táng. Bà Chính khóc đến nỗi ngất liệm đi, không dám tin đứa con dâu hiền lành ngày nào của bà vẫn còn cười nói ở bên cạnh, mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn. Đám tang của Mai cũng được diễn ra một cách thầm lặng, không kèn không trống. Mai mồ côi từ nhỏ, cho nên đám tang chỉ có bà Chính và vài người hàng xóm thân thiết. Ngày đưa ma, mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên hòa cùng với tiếng khóc thê lương của người mẹ già, khiến cho khung cảnh càng u uất, ảm đạm. Con đường đất nhầy nhụa bởi nước mưa xối xả, chỉ có hai người đàn ông bó tạm xác Mai vào chiếu rồi mang đến nghĩa địa của làng để chôn cất. Lúc đưa thi thể cô về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều tiếc thương cho cô gái trẻ hồng nhan bạc mệnh. Mai vốn là một người con gái xinh đẹp, tính tình lại thùy mị, nết na ở trong làng, cho nên ai cũng yêu mến. 3 năm trước, cô và Huy, con trai của bà Chính, kết duyên vợ chồng. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng người xưa có câu: an cư rồi lập nghiệp. Lấy nhau hơn 1 năm, Huy rời làng lên thành phố tìm cho mình một công việc làm ăn, đợi đến khi ổn định thì trở về đón mẹ và vợ lên. Trong những ngày anh xa nhà, Mai một thân một mình tận tảo chăm sóc cho mẹ già, chăm lo đồng án. Chẳng cần phải nói, bà Chính cũng thương đứa con dâu này đến mức độ nào. Chỉ tiếc là giờ đây cô chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Lúc đưa thi thể xuống huyệt mộ, bà khóc lóc không thôi, tự trách bản thân mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mai. Nghe nói trước khi phát hiện ra thi thể vài ngày, Mai có nói với bà Chính rằng mới tìm được một ông thầy thuốc giỏi ở làng bên kia, cho nên sang đó mua ít thuốc cho bà. Ngờ đâu thuốc thì không thấy, chỉ thấy xác con đang chuẩn bị đưa xuống nơi lòng đất sâu. Việc an táng diễn ra rất nhanh chóng, khoảng chừng vài tiếng sau thì đã hoàn tất. Sau khi mọi chuyện ở nghĩa địa xong xuôi, người dân cũng rời đi trở về nhà, chỉ còn bà Chính đứng lặng người bên nấm mộ mới đắp. Nhìn bà bây giờ thật đáng thương, đứa con trai mấy năm nay ở trên thành phố không thấy có tin tức gì, con dâu thì mới mất, giờ đây một thân một mình không ai chăm sóc, sức khỏe lại không được như trước, chẳng biết nương tựa vào ai. Bà Chính chỉ biết nhìn mộ con dâu mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Bà tự trách bản thân, nếu như lúc đó không để cô đi thì đâu ra cái nông nỗi này. Trời càng lúc càng tối, mưa cũng mỗi lúc một xối xả hơn, không khí ẩm ướt bao trùm lấy nơi nghĩa địa hoang vắng u uất nơi có nấm mộ xanh mới đắp cùng với cái bia đá khắc tên cô, thật lạnh lẽo. Sau cái chết của Mai khoảng vài ngày thì dân làng mới bắt đầu rửa giếng thay nước. Mặc dù đã từng có người chết ở đó, cho nên người dân cũng kỵ lắm. Tuy vậy, cả làng chỉ có mỗi cái giếng để sinh hoạt. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, nếu không rửa giếng thì phải lên núi lấy nước lại càng nguy hiểm hơn. Ngặt nỗi trong ngày đầu rửa giếng, dù có múc nước đổ ra bên ngoài như thế nào thì nó cũng không cạn.
Hơn nữa mỗi lần múc một gáo nước lên thì nước trong giếng lại càng đục hơn. Công việc rửa giếng ấy diễn ra 3 ngày liên tiếp. Không những không rửa được mà còn làm cho nước trong giếng chuyển sang một màu đen xì, giống như bùn đất. Câu chuyện kỳ lạ ở giếng khiến cho người trong làng bắt đầu có nhiều lời đồn đại. Người ta nói rằng oan hồn của Mai đã ám vào cái giếng, cho nên nó mới như vậy. Một số người còn kể lại, sau khi việc rửa giếng không thành, hàng đêm khi đi ngang qua giếng đó vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán nỉ non, đôi khi là tiếng kẹo cà kẹo kẹt, giống như có người đang múc nước. Kỳ lạ ở chỗ là những âm thanh quái dị này chỉ phát ra vào ban đêm, còn ban ngày thì yên ắng tới bình thường. Dân làng tin vào chuyện tâm linh, cho nên ai nấy đều sợ hãi, không dám bén mảng tới gần cái giếng vào ban đêm. Sự việc kỳ lạ này cứ diễn ra liên tục, hầu như đêm nào cũng như vậy cả. Bà Chính nghe nhiều lời đồn đoán về cái chết của con dâu, cho nên cũng ra giếng xem thử. Và quả thực đúng như lời đồn. Thế rồi ngày nào bà cũng ra mộ đốt hương, khuyên bảo con, mong sao con sống khôn thác thiên, có gì oan ức thì báo mộng cho bà để giải oan, chứ đừng làm trò ma quỷ. Và dường như lời khuyên bảo ấy của bà đã tác động đến được cô. Những sự việc kỳ lạ ấy ở giếng không còn xảy ra nữa. Dân làng cũng không còn nghe tiếng khóc vào ban đêm. Có lẽ bây giờ làng Đông Vĩ đã có thể trở lại cuộc sống yên bình như lúc xưa. Buổi sớm mùa thu ở làng Đông Vĩ, sau một tuần không có những chuyện ma quỷ xảy ra, nơi đây yên bình đến lạ. Một sáng sớm tinh mơ, mấy bà bán rau, bán thịt đã bày đồ đông đúc ở chợ. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả bắt đầu vang lên. Khung cảnh chợ quê thật ồn ả, náo nhiệt. Rồi đột nhiên từ đằng xa phía đầu chợ oang oang lên giọng nói của một người đàn ông. Ê, bà qua đâu? Bán cho tôi một bớ rau coi. Cái giọng lè nhè của gã ta chỉ cần nghe qua đã biết là ai. Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía đầu chợ. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, đầu tóc bù xù như mấy năm không động đến, trên tay cầm một chai rượu, mặt đỏ ửng, đôi khi còn nấc lên vài tiếng. Gã tên là Tài, một tên bợm nhậu và là một con nghiện. Tài uống rượu ngày đêm, thậm chí còn uống thay cơm, cho nên trong làng chẳng có mấy ai dây dưa với gã. Nhưng mấy thằng nghiện thì ai cũng biết tới hết. Tài không có vợ con, cũng chẳng có công việc ổn định, suốt ngày chỉ thấy lông nhông tìm bạn nhậu khắp nơi, hiếm khi nào thấy gã trong tình trạng tỉnh táo. Nếu không uống rượu thì cờ bạc, nghiện hút. Nghe dân làng bảo trước đây cũng là thanh niên trai tráng có chí làm ăn, thế mà không biết lý do gì mấy năm trước lại đổ đốn thành ra như vậy. Tài đi liêu xiêu tới chỗ bán rau của bà Hoa, chân nam đá chân siêu, suýt chút nữa thì ngã xuống. Khi tới gần, gã lèm bèm mấy câu. Bán tôi mớ rau, bà Hoa. Bà Hoa nhìn bộ dáng của gã mà khinh bỉ, ném cho gã mớ rau, phẩy tay ra hiệu nói. Tao cho mày đó, lấy rau đi, rồi lượn đi nhanh giùm tao cái. Gã cầm mớ rau trên tay, miệng cười khà khà vài tiếng rồi bỏ đi. Vừa đi vừa uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong chai. Mấy bà ở chợ ai cũng nhìn hắn lắc đầu ngao ngán, tiếc thay cho một đời thanh niên trai tráng. Công việc thường ngày ở làng Đông Vĩ cứ vậy diễn ra, từ sáng sớm cho tới chiều tối muộn. Người chăm lo đồng áng, người thì chở hàng đến các chợ để bán. Cuộc sống thanh bình của làng quê khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chỉ có điều không biết cuộc sống yên ả này sẽ kéo dài trong bao lâu. Chiều tà ngã bóng, ánh đêm đen bắt đầu chiếu xuống rặng tre già. Những cánh đồng lúa cũng dần thưa người hơn. Bởi trời miền Bắc về thu tối khá nhanh, cho nên ai nấy đều vội vã thu dọn đồ để trở về. Hơn 10 giờ tối, những ánh đèn trong nhà dân đều tắt đi, nhà nào cũng tối đen. Bên ngoài chỉ có ánh trăng mờ của mùa đông
len lỏi qua áng mây chiếu xuống từng mái ngói đỏ. Trên con đường làng khuya khoắt, một gã đàn ông trên tay cầm chai rượu uống dở, vừa đi vừa hát mấy câu nghe đình tai nhức óc. Là Tài, gã đi lang thang dọc theo con đường đất trong đêm, chẳng biết định đi đâu, nhưng có lẽ khi mệt thì lại tìm đại một chỗ nào đó để ngủ thôi. Tài bị rượu điều khiển, cứ vậy mà đi đến chỗ gần cái giếng của làng từ lúc nào không hay. Đang mê man trong cơn say thì đột nhiên có tiếng khóc nỉ non của một cô gái thu hút sự chú ý của Tài. Cả đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu, thì phát hiện ra một người con gái đang ngồi bên cạnh thành giếng gần định khóc lóc một cách thảm thương. Tài nhìn cô gái nọ một lúc, nhoẻn miệng cười ẩn ý, rồi tiến gần đến phía cô ta. Cái giọng lè nhẹ của gã bắt đầu phang lên. Nè cô gái kìa, đêm hôm khuya khoắt ngồi đó làm gì à? Có cần tôi giúp gì không? Mặc dù gã hỏi rất lịch sự, nhưng thật tâm lại muốn trêu ghẹo con gái nhà lạnh. Nhưng kỳ lạ là cô gái vẫn khóc lóc thảm thiết, chẳng có chút phản ứng gì với câu hỏi của Tài. Hơn thế nữa cũng không có vẻ là không nghe thấy, bởi vì Tài đứng rất gần, giọng nói của gã cũng khá to. Nếu có lãng tai thì ít nhiều cũng phải có chút động tĩnh chứ. Thấy cô im lặng không đáp, gã liền tiến tới gần, đặt tay lên vai hỏi lại. Nè, cô có nghe tôi nói gì không? Khi đặt tay lên vai cô, Tài chợt cảm nhận được một sự lạnh lẽo từ cô truyền sang, đặc biệt là ở lòng bàn tay, nơi gã vừa đặt lên vai đó, có cái gì ương ướt giống như nước vậy. Rồi đột nhiên Tài cảm thấy có một luồng khí lạnh râm ran khắp cơ thể, chân cũng tự động lùi về phía sau, mặt biến sắc. Cô gái kia từ từ quay đầu lại, cho đến khi Tài có thể nhìn rõ thấy mọi thứ. Khuôn mặt gầy xương sẩu, gớm ghiếc, với những con dòi bọ lúc nhúc. Từ trong hốc mắt, hai hàng máu chảy ra vô cùng đáng sợ. Không đợi cho Tài kịp phản ứng, cô ta lập tức xông đến, tóm chặt lấy cánh tay của gã, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Cô tôi với, chứ đại diện lạnh lẽo lắm. Tài lúc này mặt mày tái xanh lại, cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tứa ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy, đến chạy cũng không thể chạy được. Cả đưa mắt nhìn xuống thì bị bàn tay của cô gái nọ làm cho khiếp sợ. Nó không phải là một bàn tay bình thường, mà là một bàn tay đang bị phân hủy. Từng con dòi đang chen chúc nhau mà cắn xé miếng da người trên cái mu bàn tay. Phần ngón tay phân hủy hết, chỉ để lộ ra xương sẩu, trông rất đáng sợ. Cảnh tượng hải hùng khiến cho Tài tỉnh cả rượu đi, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Khi gã dùng hết sức bình sinh hất tay ra, thì đồng thời cánh tay của cô ta cũng văng ra khỏi người. Hai chân Tài mềm nhũn ngã bịch xuống đất, sợ hãi mà lùi dần về phía sau, miệng không ngừng cầu xin. Đừng đến đây, đừng đến đây. Dường như cô ta không để tâm tới lời cầu xin của gã. Cô trường bò trên mặt đất với cánh tay còn lại, giọng nói thê lương vang lên, kêu cứu liên tục. Tài sợ tới xanh mặt, hét lên một tiếng thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng giữa cái đêm khuya thanh vắng như thế này, nhà ai nhà nấy đều đã đóng cửa kín mít rồi, đâu để tâm tới những chuyện ở bên ngoài. Trăng lên cao đến nỗi chẳng còn thấy rõ, tiếng khóc lóc kêu cứu cũng không còn nữa, tiếng hét thất thanh của Tài cũng tắt từ khi nào. Không khí âm u trầm khuất bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng trong màn đêm đen tĩnh mịch. Mọi thứ đều chìm dần vào sự chết chóc.
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, người dân làng Đông Vĩ thức dậy rất sớm để bắt đầu ngày mới. Trên con đường đất của làng thấp thoáng một vài bóng người qua lại. Khung cảnh yên bình đó đột nhiên bị phá vỡ đi bởi giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía cái giếng của làng. Mọi người ơi, cha con thằng Tài nè, nó bị làm sao nè? Nghe tiếng gọi, mấy người dân ở gần đó cũng tiến đến xem sao. Khi tới nơi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy thằng Tài nằm sóng xoài trên mặt đất, quần áo xộc xệch, còn cái chai rượu mà gã quý hơn vạn thì bị đập vỡ ra những mảnh thủy tinh, còn vương vãi trên nền. Chẳng biết đêm qua gã mò tới cái giếng làm gì, hay kiếm chỗ để ngủ thì không biết. Chỉ có điều việc nằm bên cạnh cái giếng với tư thế kỳ lạ cùng chai rượu vỡ nát kia thì mọi người cũng dần đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông khi nãy gọi mọi người tiến gần về phía Tại, ngồi quỳ gối xuống, đưa tay thử lên mũi xem còn thở hay không. Khi tay đưa gần về phía cái mũi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, bởi Tài vẫn còn sống. Thế rồi anh ta vỗ nhẹ mấy cái vào mặt Tài, giọng điệu có vẻ chán chường, gọi gã dậy. Nè, dậy đi, đây không phải là cái chỗ đi ngủ đâu, dậy. Anh ta cứ làm như vậy vài lần, cuối cùng Tài cũng tỉnh dậy. Gã cau có mặt mày, mở to đôi mắt đỏ sọc của mình, nhìn anh nông dân kia một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Tài kinh hãi ngồi bật dậy, tay chân bất giác trung lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng nói mấy câu kỳ lạ. Đừng tới gần tôi, có ma đó. Gã hét toáng lên, rồi bỏ chạy đi thục mạng. Người dân gần đó nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tài, rồi cũng chuyển hướng sang nhìn cái giếng. Họ cũng ngầm đoán ra được một điều gì đó. Tài vốn là một con nghiện, cho nên trước nay điều gã sợ là hết thuốc để chơi, chứ không có chuyện gì làm cho gã kinh sợ tới như vậy đâu. Có lẽ sau gần một tuần trời yên biển lặng thì hồn ma của Mai lại tiếp tục hiện về mà ám cái giếng làng này. Từ ngày phát hiện ra Tài nằm cạnh cái giếng nước gần đình, dân làng đồn thổi với nhau những câu chuyện về hồn ma của Mai. Có người nói đêm nào cũng thấy bóng dáng một cô gái ngồi bên thành giếng khóc lóc thảm thiết. Người thì kể rằng đôi khi còn nghe thấy tiếng của ai đó nhảy xuống phía dưới giếng. Những sự việc tâm linh kỳ lạ ấy cứ xảy ra ngày càng nhiều hơn trước, đến nỗi cứ khi đêm xuống thì mọi người có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra. Về phía Tài, sau khi bị hồn ma của Mai dọa cho thất kinh hồn vía thì gã thay đổi hoàn toàn, không còn rượu chè cờ bạc liên miên như trước nữa, mà trở thành một người điên loạn. Suốt ngày gã tự nhốt mình trong căn nhà tranh tồi tàn mà cha mẹ để lại. Những người hàng xóm xung quanh kể rằng thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của gã. Lúc thì cô tội giới, đừng tới gần đây. Thỉnh thoảng thì lại là Cô mà. Gã cứ lặp đi lặp lại mấy câu ấy suốt ngày không thôi. Dân làng cũng muốn đến hỏi thăm, nhưng đều bị Tài đuổi đi. Gã không muốn nói chuyện với ai, cũng không thích người khác xen vào việc của mình, cho nên dân làng cũng chỉ biết mặc kệ. Bà Chính nghe chuyện con dâu mình hiện hồn dậy thì ngày đêm ra mộ thắp hương, thậm chí còn lên chùa cầu xin phúc đức, mong sao Mai mau chóng siêu thoát. Nhưng dường như việc làm của bà cũng chẳng có ích lợi là bao. Hồn ma của Mai vẫn cứ hiện về, khiến cho dân trong làng ngày một khiếp sợ. Bẵng đi vài ngày, mọi người dường như dần quen với việc cái giếng gần đình có ma. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khoảng một tuần sau, dân làng phát hiện ra thi thể của Tài ở cạnh cái giếng. Từ tư thế chết đến lúc đưa cái xác lên đều là một cảnh tượng kinh hoàng. Khi phát hiện ra Tài, mọi người thấy người của gã vắt ngang thành giếng, một nửa phần thân cúi xuống giếng, còn phần chân ngồi quỳ bên thành như là đang xem cái gì đó ở dưới vậy. Lúc công an tới điều tra
rồi đưa thi thể của Tài rời khỏi cái giếng. Người ta thấy hai hốc mắt của gã chảy đầy máu, khuôn mặt bị cạo nát trông tới đáng sợ. Trên bụng còn có một vết rạch dài. Kinh hãi hơn nữa là hai mắt của Tài nằm trong lòng bàn tay của chính gã. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Ai cũng nghĩ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng qua điều tra của công an, cái chết của Tài được xác định là tự tử. Dao được tìm thấy bên cạnh thi thể có dấu vân tay của Tài. Từ vết rạch ở bụng, những vết cào cấu trên mặt cùng hai con mắt trong lòng bàn tay đều do tự bản thân Tài gây ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cùng với các kết quả khám nghiệm, công an đã đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tài là do dùng thuốc kích thích quá liều dẫn tới ảo giác, gây ra các hành vi thiếu tự chủ. Mặc dù công an đã đưa ra các bằng chứng về việc tự sát của Tài để cho người dân có thể yên tâm mà trở lại với các việc hàng ngày, nhưng thật tâm sâu trong suy nghĩ của bà con, họ vẫn tin rằng vào câu chuyện ma quỷ, tin vào việc cái chết của Tài là do hồn ma của Mai gây ra. Từ sau sự việc kinh hoàng xảy ra ở giếng nước, mọi người không ai dám bén mảng tới đó nữa, ngay cả tới gần cũng không dám. Dân làng truyền tai nhau chuyện hồn ma giết người, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Hiểu được tâm lý của người dân, Bác Long, một người có quyền thế trong làng cũng như có chức vụ cao ở trên tỉnh, đã đề nghị với trưởng thôn về chuyện phong ấn cái giếng lại. Phần vì để cho người dân yên tâm mà làm lụng, phần vì tránh việc có thêm người chết. Ông Lâm trưởng làng cũng đồng ý với việc phong ấn giếng nước lại. Thế rồi họ quyết định tìm một người thầy pháp cao tay đến làm nghi lễ, bởi qua những chuyện đã xảy ra thì oan hồn của Mai ngày càng nguy hiểm hơn, cần có một ông thầy đạo hạnh cao tay thì mới có thể giải quyết triệt để. Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một vị thầy pháp có tiếng ở làng bên. Đồ đạc, thời gian, địa điểm nghi thức cũng đã được định sẵn, chỉ chờ đến ngày bắt đầu mà thôi. Nhưng điều khiến cho mọi người lo nghĩ đến chính là bà Chính. Khi nghe tin dân làng định phong ấn linh hồn của Mai lại, bà kịch liệt phản đối, cầu xin mọi người đừng làm vậy, bởi bà vẫn tin mình có thể khuyên nhủ được con dâu. Nhưng lời cầu xin ấy của bà đâu ai để tâm tới. Tiếng khóc ai oán vào ban đêm, rồi bóng dáng người phụ nữ trong bộ quần áo thôn quê ướt sũng thấm đầy máu tươi, cùng với cái chết ghê rợn của Tài, khiến cho bà con dân làng càng quyết tâm phong ấn cái giếng lại. Biết mình không thể làm gì hơn, bà Chính đành ngậm ngùi chấp nhận, mặc dù trong thâm tâm không hề mong muốn. Thế rồi ngày phong ấn giếng lạng cũng đã tới. Gần 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều tập trung ở sân đình gần cái giếng nước. Ai nấy đều chen chúc nhau đứng sát nhau, mặt nào mặt nấy tò mò, sợ hãi, mong đợi đến phần thực hiện nghi thức. Chiếc bàn bày biện đồ lễ được dựng trước cái giếng. Trên đó có rất nhiều đồ cúng của người chết, nào là vàng mã, cơm, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng, không thiếu một ly. Hương khói mờ ảo bao quanh cả sân đình, cảm giác âm u, tĩnh lặng quỷ dị, lạ thường, cùng với không khí lạnh lẽo của đêm khuya mùa thu, khiến cho nó càng thêm rùng rợn. Ông thầy pháp khoác trên mình chiếc áo pháp sư âm dương, chắp tay trước ngực, miệng đang lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó. Ông ta niệm thần chú ngày một nhanh hơn, rồi đột nhiên không biết từ đâu có một cơn gió mạnh thổi tới, kèm theo đó là một tiếng sấm vang gầm trời. Mây đen ùn ùn kéo đến, chớp rạch sáng trời. Giấy tiền vàng mã xếp gọn trên bàn đều bị thổi bay đi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng loạn. Duy chỉ có ông thầy vẫn quỳ gối trước cái giếng, lẩm bẩm câu thần chú. Khi đọc xong câu chú, ông ta lấy ra một mảnh giấy màu vàng, cắn vào đầu ngón tay cho từ từ chảy máu ra, rồi ghi chữ gì đó lên trên giấy. Nhưng khi vừa chấm tay vào giấy thì như có một sức mạnh vô hình nào đó hất tung ông ra một phía,
bàn cúng cũng bị đổ tứ tung. Dân làng đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn ông, ai nấy đều im bặt, không dám hó hé lấy một lời. Nhiều người phải tự lẩm bẩm trong miệng mấy câu niệm Phật để tự trấn an. Sau cú ngã đó, ông thầy Pháp vẫn không bỏ cuộc, ôm ngực đứng dậy. Lần này mặc cho cái bàn cúng đều đã đổ vỡ hết rồi, ông tiến thẳng tới phía miệng giếng, lấy ra một lá bùa màu đỏ sẫm, trên đó viết mấy chữ tàu ngoạch ngoạc. Hai ngón tay phải giơ lên, vẽ theo hình chữ trên bùa, miệng lẩm bẩm mấy câu, không chần chừ mà dán thẳng vào thành giếng. Nhưng ngặt nổi lá bùa vừa dán xong thì đột nhiên bùng cháy lên một cách bí ẩn rồi biến mất đi. Bây giờ gió thôi lộng hành, sấm cũng không còn trền vang, mây cũng vì vậy mà kéo đi. Cái khung cảnh giếng nước lại trở về với sự kỳ dị vốn có. Không gian trở nên im bặt kể từ lúc lá bùa tự động bùng cháy lên. Dân làng kể cả thầy Pháp đều không hé răng nửa lời. Một lúc sau, từ dưới giếng nước, một cái bàn tay xương xẩu xuất hiện ra. Cái chõm đầu một bên còn vài sợi tóc, một bên lộ ra xương sọ gớm ghiếc, bắt đầu nhô lên. Chứng kiến cảnh tượng đó, một vài người không khỏi run sợ mà hét toáng lên, phá tan bầu không khí âm u ảm đạm. Thầy Pháp đứng gần miệng giếng, nhìn thấy hồn ma của Mai thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông lập tức hô lên: "Tất cả mọi người chắp tay niệm Phật ngay." Lời nói của thầy vừa dứt thì bà con trong làng lập tức làm theo. Già trẻ gái trai ai cũng chắp tay niệm Phật. Những câu niệm bắt đầu phang lên trong không gian tĩnh mịch. Họ cứ vậy nhắm chặt mắt mà niệm, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Hồn ma của Mai cũng dần biến mất đi. Hồi lâu sau, tiếng niệm dừng lại. Vị thầy cùng với mọi người mới mở mắt ra, thấy hồn ma của Mai đã biến mất rồi. Ông Lâm trưởng làng mới tới gần thầy hỏi: "Thưa thầy, vậy việc phong ấn thế nào rồi?" Đáp lại câu hỏi của trưởng làng là cái nhìn đầy thất vọng từ người thầy Pháp. Ông nhìn trưởng làng kẻ lắc đầu nói: "Oán hận của cô gái này quá nặng rồi, đến nỗi tôi đã cố dùng loại bùa phong ấn mạnh nhất nhưng mà vẫn không được. E rằng chuyện phong ấn này khó mà thành đó." Nghe thầy nói như vậy, dân làng ai cũng thất vọng não nề, tưởng rằng sắp thoát được kiếp nạn, ai ngờ đại hạn càng nặng thêm. Ông thầy này đâu phải là dởm, ông cũng nổi danh có tiếng, ai ai đều biết. Nhưng có lẽ oán khí của Mai quá nặng cho nên không giúp gì được. Ngày còn sống Mai hiền lành tử tế, đâu gây thù với ai. Vậy mà tại sao đến lúc chết lại có thể biến thành oan hồn vất vưởng, đi hại người như vậy? Trưởng làng đưa mắt nhìn ngắm cái giếng nước một hồi lâu, rồi cúi đầu cảm ơn. "Dạ, dù sao cũng cảm ơn thầy đã đến giúp cho dân làng chúng tôi. Chuyện này không giải quyết được cũng không thể trách thầy, dẫu sao cũng là số trời. Tôi sẽ tự tìm cách mà giải quyết nó." Vị thầy Pháp gật đầu hiểu ý, cho cùng dân làng dọn dẹp tất cả những thứ đổ vỡ trên đất. Thu dọn xong xuôi, ông cũng rời đi. Đám đông dần tản ra trở về nhà, duy chỉ có mình trưởng làng là vẫn đứng im bên cạnh cái giếng nước. Ông đứng trầm ngâm một hồi lâu, không hiểu đang suy tính chuyện gì. Nhưng nhìn nét mặt cùng với ánh mắt đầy ẩn ý, phải chăng đã tìm ra được cách giải quyết? 3 ngày trôi qua, kể từ khi chuyện phong ấn cái giếng thất bại, ngày nào dân làng cũng sống trong lo sợ. Nhiều người còn tính tới chuyện bỏ làng đi nơi khác sinh sống, bởi không biết bao giờ mình sẽ là nạn nhân của oan hồn dưới đáy giếng kia. Cuộc sống vốn thanh bình yên ả ở làng Đông Vĩ, nay chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm. Từ sáng sớm tinh mơ, đã có lác đác vài người nông dân ra đồng làm ruộng. Họ vừa đi vừa bàn tán về chuyện cái giếng gần đình. Đi được vài bước thì bắt gặp trưởng làng tay đeo cái túi vải, đang hướng tới ngọn núi nơi phía trước. Lấy làm lạ,
Một anh nông dân lên tiếng hỏi. Bác Lâm, mới sáng sớm bác đi đâu vậy ạ? À, tôi lên núi tìm vị sư trụ trì của chùa Cảnh Linh về làm lễ cầu siêu cho con Mai. Thôi, nếu mà không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước nha. Dứt lời, trưởng làng lập tức bỏ đi, để mấy người nông dân ở lại với ánh nhìn khó hiểu. Không biết ông lên chùa tìm sư trụ trì làm gì, dẫu sao cũng không thể đuổi được hồn ma của Mai đi. Đến thầy pháp giỏi nhất trong vùng cũng không làm gì được, huống hồ gì là sư thầy. Đêm xuống, từng cơn gió se se lạnh thổi qua cái giếng nước gần đình. Gần 12 giờ khuya, ông Lâm và sư trụ trì chùa Cảnh Linh cùng một vài người dân trong làng đến xem lễ cầu siêu đã có mặt ở sân đình. Lần này khác với lần trước, dân làng đến cũng rất ít, đếm đi đếm lại chưa đến 10 người. Dường như sau câu chuyện của thầy pháp, ai nấy đều mất hết niềm tin. Họ nghĩ rằng lần này giống như lần trước, cho nên không muốn tới. Trưởng làng cùng với trụ trì chờ tới giờ linh thì mới bắt đầu lễ cầu siêu. Lễ này khá là đơn giản, chỉ có vàng mã cùng với chuông, mỏ, khánh và văn tế để trụ trì niệm kinh. Khi thấy đã gần tới giờ thiên thì trưởng làng nhìn trụ trì gật đầu ra hiệu, rồi cho bắt đầu nghi lễ. Tiếng chuông mỏ vang lên một hồi, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chắp tay niệm Phật. Tiếng đọc văn khấn vang lên trong không gian tĩnh mịch, âm u của đêm khuya thanh vắng. Lễ cầu siêu cứ vậy diễn ra một cách suôn sẻ. Gió không lộng hành, mây đen không kéo đến, và hồn ma của Mai cũng không xuất hiện. Mọi thứ đều rất bình lặng, như thể một cái lễ cầu siêu thông thường. Hồi lâu sau, cuối cùng thì nghi lễ cũng kết thúc trong yên bình. Tiếng chuông mõ kêu lên, sư thầy nhìn trưởng làng gật đầu ra hiệu điều gì đó. Hiểu ý thầy, ông Lâm lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, đi đến bên thành giếng, dán nó lên, rồi cẩn thận đậy nắp giếng lại. Dân làng thấy vậy thì không khỏi sự tò mò, liền hỏi: Bác Lâm à, bác làm vậy có ý gì? Ông Lâm mỉm cười nhìn dân làng đáp: Cái giếng bây giờ đã được phong ấn, hồn ma của Mai cũng không thể làm hại mọi người được nữa. Từ giờ bà con có thể yên tâm làm lụng mà không cần lo sợ nữa. Nghe trưởng làng nói, mọi người mừng trở nhìn nhau, cười lên mãn nguyện. Hóa ra không cần nhờ đến thầy pháp cao tay, mà chỉ cần một nghi lễ cầu siêu đơn giản để phong ấn cái giếng lại. Ai nấy cũng đều cảm thấy vui. Họ rối rít cảm ơn sư trụ trì cùng với vị trưởng làng, rồi tản ra đi báo tin cho bà con trong làng. Làng Đông Vĩ nghe tin không còn hồn ma quấy phá họ nữa thì mừng trở mở tiệc linh đình. Riêng chỉ có trưởng làng là không vui. Cái giếng nước cuối cùng cũng bị phong ấn, nhưng giữ được bao lâu thì còn chờ lòng người đổi thay. Thời gian trôi đi thật nhanh, bản cái đã thấm thoát 2 năm rồi. Xuân đến, đông đi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Kể từ ngày cái giếng bị phong ấn thì trong làng không còn xảy ra bất kỳ hiện tượng tâm linh nào khác. Người dân cũng cảm thấy thoải mái, không còn lo sợ hồn ma vất vưởng. Họ yên tâm làm ăn. Cứ vậy mà trong 2 năm, làng Đông Vĩ thay đổi rất nhiều, không còn là một ngôi làng nghèo nữa. Còn về bà chính mẹ chồng của Mai, kể từ ngày cô mất đi, bà suy sụp tinh thần, bệnh tật triền miên, cơm nước đều phải nhờ tới hàng xóm. Bệnh tật của bà ngày càng nặng, dân làng thấy cũng thương xót, bảo nhau lên thành phố mà tìm thằng Huy con trai bà để nó về chăm sóc cũng như nhìn bà lần cuối. Nhưng đâu có ai biết hiện giờ Huy đang ở nơi nào trên thành phố. Nghe nói bà và con trai đã mất liên lạc từ lâu, cho nên cũng khó mà tìm. Vào cái ngày bà qua đời, không có người thân bên cạnh
chỉ có mấy người bà con lúc còn sống hay giúp đỡ bà mà đến viếng thăm thôi. Rồi đám tang cũng diễn ra nhanh chóng. Dân làng góp tiền mua cho bà một cái hòm để chôn cất, bởi dẫu sao khi còn sống bà đối tốt với tất cả mọi người. 2 năm trôi qua, người sống kẻ chết cũng nhiều. Làng Đông Vĩ mặc dù không còn sự hiện diện của hồn ma cô Mai, nhưng vẫn ảm đạm, u uất đến lạ thường. Cái chết của Mai và sự ra đi của bà Chính nhìn thoáng qua tưởng chừng như sự sinh tử theo vòng đời tự nhiên, nhưng đâu có ai biết rằng đó lại là sự mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo ở nơi làng quê nhỏ bé yên bình. Xuân tàn nhường lối cho hạ sang, từng đợt gió nhẹ lướt trên tấm thảm màu xanh mương mướt như muốn trêu hoa ghẹo lá. Vẫn là con đường đất đá gồ ghề ấy, trên đường thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông vai đeo chiếc ba lô to đang tiến về phía trong làng. Anh vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát trong miệng. Đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng lại bên đường, miệng nói to: "Bác Nam, con chào bác." Người đàn ông tên Nam kia nghe thấy tiếng gọi tên mình thì liền quay đầu tứ phía nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp một chàng trai đứng bên kia đường vẫy tay với mình. Vì tuổi khá cao, mắt không còn tốt, cho nên bác Nam khó có thể nhận ra đó là ai, đành tiến lại gần xem xét. Lúc đến gần chàng thanh niên kia thì bác mới nhận ra đó là Huy, con trai của bà Chính. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của anh, bác đoán chắc hẳn ở trên thành phố kiếm cũng được khá lắm, cho nên bây giờ về quê đón mẹ với vợ lên. Thấy bác Nam cứ nhìn mình chăm chú, Huy liền hỏi: "Ủa bác Nam ơi, sao bác nhìn con chăm chú vậy?" "Lâu rồi không gặp, bác với mọi người vẫn khỏe chứ?" Đáp lại thái độ vui tươi của anh, bác Nam cũng niềm nở trả lời: "Bác với mọi người vẫn khỏe. Thế con mấy năm nay lên thành phố á, chắc kiếm cũng được khá hả? Trông ăn mặc sành điệu như vậy mà." Huy nghe bác Nam trêu cũng đành ngại, đưa tay gãi đầu, cười trừ: "Dạ không, con lên thành phố làm ăn á, cũng bình thường thôi hả? Mà mẹ với vợ con sao rồi bác? Họ vẫn khỏe hết chứ? Lâu năm rồi con không được gặp." Huy đột ngột nhắc tới mẹ và vợ, khiến cho bác Nam không khỏi rùng mình. Bây giờ bác mới nhớ ra, anh vẫn chưa biết chuyện cả hai người họ đã mất rồi. Bác nhìn anh một lượt, dáng vẻ tươi cười háo hức muốn gặp lại người thân mà không nỡ nói ra sự thật. Bác cười trừ ngập ngừng đánh trống lảng cho qua chuyện: "Nè, bác chợt nhớ mình có chuyện gấp cần phải giải quyết, thôi bác đi trước nghe con." Dứt lời, bác Nam cứ vậy bỏ đi, mặc cho Huy ở lại với câu chuyện còn đang dang dở. Anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, quay người tiếp tục đi dạo làng. Vừa đi, anh lại vừa ngâm nga mấy bài hát, nhìn nét mặt tràn trở vui tươi, như thể đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Nhưng sự thật lại không giống như anh mong đợi. Huy cứ men theo con đường đá nhỏ của làng để về nhà. Lúc đi ngang qua đình, chợt nhận ra một điều kỳ lạ ở cái giếng, thì anh mới tiến lại gần mà xem thử. Mấy năm không trở về làng, anh thấy cái giếng này thay đổi rất nhiều. Nó cũ hơn trước, và nhìn dáng vẻ bên ngoài có thể nhận ra đã lâu rồi không ai tới lấy nước. Không những vậy, anh còn thấy trên miệng giếng được đậy lại bằng một tấm gỗ dày. Trên thành giếng còn dán một tờ giấy màu vàng. Huy trầm ngâm suy nghĩ không biết những thứ này có ý nghĩa gì. Cho anh tự trả lời bản thân, có thể do dân làng đã tìm được nguồn nước mới, cho nên không cần dùng tới nó nữa. Vậy cho nên anh cũng không hoài nghi, cứ vậy tiếp tục bỏ đi. Quãng đường từ giếng về tới nhà của anh cũng không xa, cho nên chỉ mất khoảng vài trăm bước chân là tới. Huy đứng trước căn nhà mái ngói đỏ đơn sơ mà lòng rạo rực không yên. Đã nhiều năm rồi không về thăm, bây giờ đây bao nhiêu kỷ niệm ùa tới, khiến cho anh không cầm được nước mắt. Lặng nhìn căn nhà một hồi lâu, anh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra thì một làn gió lạnh lẽo từ bên trong thổi tới, khiến cho anh bất giác rùng mình, mặc dù cửa trong nhà đều đóng kín.
Không biết vì lý do gì, nhưng từ khi bước vào đây, anh cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Bên trong tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại vắng vẻ không có lấy một bóng người. Chiếc phản, gian bếp, đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Chỉ là người thì không thấy đâu. Huy tiến sâu vào bên trong hơn. Kẻ đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống phản, ngồi nghỉ sau một chuyến đi dài. Có thể mẹ và vợ đã ra ngoài, cho nên anh cứ dậy vui vẻ ngồi chờ đợi. Cho tới khi ánh mắt của anh dừng lại bên chiếc bàn thờ, nơi di ảnh của mẹ và Mai được đặt ở trên đó. Huy trố mắt ra nhìn và không dám tin vào sự thật ở hiện tại. Anh cười khổ, nghĩ ai lại có thể bày ra cái trò oái âm này được chứ. Người vẫn còn sống mà lại để ảnh lên bàn thờ, thật chẳng ra làm sao. Anh vội vã chạy tới chỗ bàn thờ, hai tay cố với lấy cái ảnh xuống. Đang lay quay thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp có phần ngạc nhiên của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài, khiến cho anh giật mình. Nè, cậu làm gì trong nhà người khác vậy? Huy bị cái giọng nói đó chen ngang. Anh dừng tay lại, quay đầu về đằng sau nhìn xem là ai đang ở trong nhà mình. Thì lúc này anh bắt gặp một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, dáng người cao tráo đang đứng trước cửa, trên tay cầm theo một túi hoa quả, cùng với nét mặt không mấy được vui. Huy nheo mắt cố nhìn kỹ lại một lần nữa thì phát hiện ra đó là bác Lâm trưởng làng. Anh bỏ tay khỏi bàn thờ, giọng nói nhẹ nhẹ có phần kính trọng. Bác Lâm đó hả? Bác Lâm nghe giọng nói quen thuộc thì nhận ra ngay là Huy. Bác mừng trở nhanh chóng tiến vào trong, đang định hỏi thăm mấy năm nay như thế nào thì bắt gặp nét mặt không mấy vui vẻ của anh. Bác nhìn xung quanh, thấy anh đang đứng đối diện với cái bàn thờ, nơi đặt di ảnh cả mẹ và vợ của mình, thì chợt hiểu ra lý do. Không nói không rằng, bác Lâm đặt số hoa quả mình mua vào cái dĩa, rồi để lên bàn thờ, thắp nhang cho bà Chính và Mai. Nhìn hành động của bác, Huy đoán có lẽ những gì diễn ra là thật rồi. Nhưng anh vẫn không muốn tin, một mực tự phủ nhận. Sau khi thắp hương xong xuôi đâu đó, bác Lâm mới quay sang hỏi anh. Ôi, cháu về lâu chưa? Đáp lại câu hỏi của bác lại là một câu hỏi khác của Huy. Anh gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Bác giải thích chuyện này cho con biết được không? Tại sao mẹ với vợ con á lại thành ra như vậy? Bác Lâm nhìn anh hồi lâu, kẻ đặt tay lên vai an ủi. Dường như trong chuyện này bác cũng có điều khó nói. Phải đến vài phút sau, bác mới có thể trả lời câu hỏi của anh. 2 năm trước, con Mai nó mất do chết đuối ở cái giếng gần đình. Sau cái chết của nó, mẹ con cũng đổ bệnh nặng, thuốc thang như thế nào cũng không có khá hơn. Bệnh ngày một nặng cho nên cuối cùng không qua khỏi. Huy bây giờ chân tay mềm nhũn, khuôn mặt như bị ai xịt keo cứng đơ không nói nên lời. 5 năm, chỉ sau 5 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Mẹ mất, vợ cũng không còn, con thì không có lấy một đứa. Giờ đây anh chẳng có lý do nào để tiếp tục sống. Tất cả như trôi vào hố đen tuyệt vọng. Trước mắt anh bây giờ chỉ thấy một màu đen u uất, thê lương. Sau vài phút tự trấn an bản thân, anh cố hỏi bác Lâm bằng cái giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Tại sao mẹ với vợ con mất mà không ai báo cho con vậy? Bác Lâm thở dài ngao ngán. Mọi người muốn báo tin lắm chứ, nhưng mà không có ai biết con ở đâu trên thành phố. Mấy người trong làng cũng lên đó tìm thử rồi, nhưng mà thành phố rộng lớn như vậy lại không biết chính xác nơi ở thì làm sao mà tìm được. Những lời bác Lâm nói ra như một phần nào đó có ý trách móc anh, bởi cũng hơn 3 năm anh không liên lạc gì với gia đình của mình. Lúc trước khi lên thành phố được 1 năm, 2 năm, Huy còn thường xuyên gửi tin về nhà.
nhưng cũng do năm đó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, cho nên anh cũng quên bẵng đi việc gửi tin về, lao đầu vào làm ăn, lâu dần rồi mất liên lạc. Đến bây giờ công việc khấm khá hơn, anh mới quay trở về làng, thì nào ngờ nghịch cảnh ập tới. Huy đứng chôn chân tại chỗ, miệng không nói nửa lời. Bác Lâm đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ an ủi anh. Bao nhiêu năm bồn ba trên thành phố, có nhọc chất chả đều hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Tưởng khi cuộc sống khấm khá hơn thì mẹ và vợ có thể sống an nhàn, không lo túng thiếu, nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn ai bên cạnh. Khoảng chừng vài giây sau, khi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật, Huy mới ngỏ lời với bác Lâm. Vậy mộ mẹ với vợ con hiện giờ nằm ở đâu vậy bác? Mộ của hai người được bà con dân làng chôn ở nghĩa địa đó. Huy gật đầu ra hiệu cho bác. Lúc bấy giờ anh mới ngầm hiểu ra tại sao cái giếng làng lại có lá bùa trên đó và không ai dùng tới. Có lẽ họ sợ lấy nước ở một cái nơi từng có người chết, cho nên mới làm như vậy. Sau cuộc nói chuyện, bác Lâm cũng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại mình anh cùng với chiếc bàn thờ nơi đặt hai tấm di ảnh. Không khí u ám cùng với mùi hương khói nghi ngút bao trùm lấy toàn bộ gian phòng, tạo nên một không gian mờ ảo. Huy thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại căn nhà cũ đã lâu không có hơi người. Nhìn xung quanh nhà, nơi đây vắng tanh, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình anh. Thu dọn đồ xong xuôi thì trời cũng đã xế chiều. Huy lục đục rời khỏi nhà ra thăm mộ của mẹ và vợ mình. Anh vừa đi vừa tự trách bản thân của mình, chỉ vì mãi mê làm ăn kiếm tiền trên thành phố mà quên mất đi trách nhiệm của một người con, một người chồng. Anh trảo bước trên con đường làng, từng bước chân nặng nề, bóng người ngã dài trên mặt đất. Đi được khoảng chừng một đoạn thì Huy vô tình va phải một đám người. Rồi giọng nói của một người trong số đó vang lên: "À, đi đứng kiểu gì vậy?" Huy chẳng thèm đối chấp với đám người đó, đầu vẫn cúi gầm xuống đất, ậm ừ xin lỗi cho qua chuyện. Tôi xin lỗi." Dứt lời, anh tránh sang một bên đường, nhường cho họ định đi tiếp. Thì người đàn ông kia khi nãy cất tiếng hỏi: Huy phải không? Thằng Huy con bà chính đó hả?" Huy vừa nghe nhắc đến tên mẹ mình thì ngẩng đầu lên nhìn xem có phải là người quen hay không. Lúc ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra đám người đó gồm có Thắng, Thành và Lập. Cả ba đều là những đứa bạn chơi thân với anh từ hồi còn nhỏ. Sau khi anh lên thành phố lập nghiệp thì cũng không còn liên lạc với họ nữa. Trước đây trong làng, bốn đứa nổi tiếng chơi thân với nhau, mà toàn chơi những trò phá làng phá xóm thôi. Ai nấy cũng phải sợ khi gặp đám của Huy, cứ hễ thấy chúng là tránh xa như tránh tà, bởi dân làng họ sợ trở thành mục tiêu để cho bọn chúng trêu ghẹo. Thành là con của bác Long, nổi tiếng giàu có nhất trong làng. Thằng này thì đúng kiểu công tử bột, con nhà quyền thế, tiền tiêu thì phải biết. Thắng cũng thuộc dạng khá giả, bởi trước kia bố nó làm chức to ở bên xã. Còn thằng Lập, mồ côi bố từ nhỏ, chỉ sống với mẹ già trong căn nhà nhỏ ở cuối làng, gia cảnh cũng không khấm khá hơn Huy là bao. Bốn người cùng một tuổi, lại ở cùng một làng, đâm ra chơi thân với nhau cho tới tận bây giờ. Trong đám, Thành là đứa lầm lì ít nói, Thắng thì nhút nhát, làm cái gì cũng sợ. Lập thì lại là một đứa gan lì, cứng đầu nhất. Dân làng thường gọi Lập là thằng tướng cướp, bởi nó hay bày trò nghịch dại, chẳng nề hà gì kiêng nề ai. Bởi mất bố từ nhỏ, cho nên tính cách của nó cũng có phần khó bảo. Bốn người gặp lại nhau thì mừng mừng tủi tủi, cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp được đông đủ như thế này. Thằng Lập sôi nổi đưa ra ý kiến, cả bọn làm một bữa nhậu nhẹt no nê mừng Huy trở về làng, và cũng là để cho bốn đứa bạn thân có thể hoàn huyên tâm sự. Nhưng hôm nay Huy lại chẳng có hứng thú, bởi chuyện mẹ và vợ mất đi khiến cho anh không còn tâm trạng để ăn uống nhậu nhẹt. Gặp lại bạn thì mừng, nhưng cũng đành phải chọn dịp khác. Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì Huy rời đi trước, bởi vì anh còn phải tới thăm mộ
Ba người kia muốn giữ nhưng cũng đành phải để cho anh đi. Huy tạm biệt mấy người bạn của mình rồi trời bước đi. Lúc đến nghĩa địa, trời cũng nhá nhem tối. Anh đi quanh một vòng thì tìm ra mộ của mẹ và Mai. Nghe bác Lâm nói mẹ anh mất, dân làng chôn cất bà bên cạnh của Mai. Dẫu sao lúc còn sống bà cũng thương Mai nhất. Huy đứng lặng nhìn hai nắm mộ xanh mà không cầm được nước mắt. Trước kia gia đình vui vẻ, căn nhà nhỏ còn có tiếng cười, vậy mà giờ đây chỉ một nỗi đau đớn chằng vặt. Mọi thứ đều một màu đen u uất. Anh cứ đứng như vậy nhìn vào hai ngôi mộ một hồi lâu. Chẳng hương nhang cầu khấn, chỉ đơn giản là nhìn tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên hai người. Đêm nay trăng tròn và cao hơn mọi khi. Từng ánh trăng chiếu thẳng xuống sân đình, nơi có chiếc giếng bị phong ấn. Cơn gió mùa hè thường ngày rất mát mẻ, nhưng hôm nay lại mang theo một cái hơi thở lạnh lẽo tới rợn người. Đâu đó ở gần thành giếng, một cái bóng đen hằn trên mặt đất. Lá bùa trấn yểm bay nhẹ nhẹ trong gió. Dường như có điều gì đó sắp diễn ra ở làng Đông Vị, giống như lời của trưởng làng đã nói trước đây. Giếng nước đã bị phong ấn, nhưng để được bao lâu thì còn tùy vào lòng người thay đổi. Mới rạng sáng tinh mơ, bên con sông nhỏ nối liền hai làng Đông Vĩ và Nam Vĩ đã có tiếng chèo nước. Âm thanh ngân nga vang vọng trong không gian tĩnh mịch của miền quê thanh vắng. Lão Chí vừa chèo thuyền vừa hát mấy câu vu vơ, mắt đảo liên hồi nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền hay không. Lây quay một lúc cuối cùng cũng tìm được một đối tượng. Đứng trên thuyền, lão Chí nhìn thấy một người phụ nữ tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh, có vẻ như đang muốn sang làng bên kia. Vậy là lão chèo thuyền đến chỗ của người phụ nữ đó. Đến nơi thì mới nhận ra đó là bà Năm, chuyên bán trâu ở đầu làng. Thấy bà đang khó khăn, lại có ý định sang làng bên, lão liền dở cái giọng ngọt ngào và dụ dỗ. Nè bà Năm, bà muốn sang làng bên hả? Có cần đi thuyền không? Tôi chèo qua cho. Lão vừa nói vừa cười khà khà, khiến cho người đối diện rất khó chịu. Bà Năm nhìn lão bằng ánh mắt khinh khi, rồi hướng mắt về phía bên kia sông. Bà nghĩ bây giờ mang nhiều đồ đạc như thế này, đi bằng đường núi thì không thể đến kịp vợ, chỉ có cách ngồi thuyền của lão Chí để sang làng bên. Thấy bà mãi không trả lời, lão câu mày khó chịu hỏi. Nè, giờ bà có đi không thì nói, không rồi để tôi đón người khác chứ. Bà Năm nhìn lão, rồi lại nhìn vào đống đồ trên tay. Mặc dù không ưa, nhưng bà phải lên thuyền của lão. Bà Năm đặt mấy món đồ lỉnh kỉnh lên thuyền, rồi để cho lão Chí chở sang bên kia sông. Vì là thuyền chèo bằng sức người, cho nên phải mất chừng khoảng 15 đến 20 phút mới tới nơi. Khi mũi tàu vừa chạm tới bến sông, thì lão Chí đã mở miệng đòi tiền. Tôi xong việc rồi đó, tới giờ trả tiền cổng đây. Bà Năm nhăn mặt, đặt đồ xuống đất, đôi lông mày khẽ nhíu lại hỏi. Hết bao nhiêu? Dường như lão Chí chỉ cần nghe thấy câu hỏi như vậy, đã lập tức mắt sáng trực lên, trả lời câu hỏi ngay. Hết 20 ngàn. Lão vừa dứt lời, thì bà Năm mở mắt to trừng trừng, nhìn lão nói lớn. Cái gì? Những 20 ngàn hả? Ông có bị điên không? Quãng đường từ làng mình sang bên đây không có xa. Hơn nữa tôi có đi xe cộ gì đâu á, chỉ mang một vài túi đồ, vậy mà những 20 ngàn. Ông có tính nhầm hay thần kinh vấn đề gì không đó? Lão Chí bị bà Năm dằn mặt thì tức tối thả bịch cái mái chèo xuống thuyền, gằn giọng đáp. Nè, nếu mà từ bên đó sang bên đây không xa thì sao không tự mình đi bộ đi? Đi thuyền làm cái gì cho tốn kém? Còn bây giờ nếu bà không trả tiền thì tôi dứt đồ của bà xuống sông đó.
Bà Năm nghe lão đe dọa thì có phần sợ sệt, đành ngậm ngùi rút trong ví ra một tờ 20.000 đưa cho lão ta. Nhận tiền xong, mặt lão lại vui vẻ trở lại, còn bà thì hậm hực bỏ đi. Bà đi được một quãng đường khá xa rồi, nhưng lão nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền hay không. Sau một hồi chờ đợi không thấy ai, lão đành chèo thuyền quay về, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát vui vẻ để ăn mừng khi lấy được một số tiền kha khá. Tính của lão Chí thì trong làng ai chẳng biết, đàn ông mà mồm năm miệng mười hơn cả đàn bà. Cái tính keo kiệt lại còn hống hách của lão khiến cho cả làng chẳng có ai ưa. Sở dĩ chỉ có lão làm cái nghề lái đò, bởi đây là nghề mà cha ông để lại từ mấy đời. Trong làng cũng có nhiều người muốn làm cái nghề này, nhưng hễ trên sông có ai lôi thuyền mới ra thì lão chửi đông đổng cả ngày, cho nên dân làng cũng thôi chẳng ai động tới nữa. Mà ngặt nổi, mỗi lần có ai đi thuyền của lão thì lại bị chém với giá cắt cổ. Người dân không làm gì được, cũng đành ngậm ngùi trả tiền cho qua chuyện. Lão Chí không có vợ con gì, chỉ sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở gần sông do ông bà để lại. Nghe dân làng kể là lão cũng thuộc dạng ăn chơi, suốt ngày chỉ thấy rượu chè cờ bạc, cứ hễ rảnh ra là uống rượu. Việc lão lấy giá thuyền cao cũng là để dồn lại mà trả nợ cho chủ nợ. Nhưng dù như thế nào thì cũng không hết, bởi lão cứ đánh bạc rồi nợ nần, cuối cùng tiền làm lái đò cũng không đủ mà nuôi sống bản thân. Thật ra mấy tuần gần đây thì lão Chí mới quay trở lại với cái nghề lái đò. Không biết vì lý do gì mà cách đây 2 năm lão đột ngột bỏ nghề kiếm kế sinh nhai của mình, lao vào cờ bạc rượu chè. Cũng không biết lão lấy tiền ở đâu ra mà nhiều tới như vậy, nhưng cứ hễ mỗi lần thua bạc thì lão lại lập tức có tiền để trả nợ rồi đặt cược thêm. Nhưng dù tiền có nhiều như thế nào mà rơi vào tay một con bạc như lão Chí thì cũng tan nát mà thôi. Sau gần 2 năm ăn chơi trác táng, lão hết tiền tiêu xài, cho nên mới quay về cái nghề lái đò này để kiếm cơm qua ngày. Lão Chí chèo thuyền đến gần bờ bên kia thì bắt gặp thấp thoáng trên bờ là bóng dáng của một chàng thanh niên đang vẫy tay về phía lão. Thế vậy, lão Chí nhanh chóng chèo con thuyền vào bờ. Tới nơi mới nhận ra đó là Huy, con của bà Chính, thì mừng rỡ, bởi lão nghe nói trên thành phố anh làm ăn khấm khá, thấy sắp có thêm một số tiền. Lão cởi mở hỏi: Thằng Huy đó hả? Đi đâu lên bắt chở nè? Huy mỉm cười với lão, không nói không rằng bước lên thuyền, rồi chỉ tay về phía bên kia bờ sông. Hiểu ý, lão gật đầu lia lịa, quơ mái chèo đẩy thuyền đi. Suốt quãng đường thấy Huy không hề hé răng lấy nửa lời, không khí càng lúc càng vắng lặng. Để giảm đi cái bầu không khí ảm đạm đó, lão Chí liền lên tiếng bắt chuyện: Nghe đâu dân làng á, đồ mày lên thành phố kiếm được cũng khá lắm hả con? Huy đứng gần mũi thuyền, hai tay buông thõng xuống, mặt hướng ra phía trước, quay lưng về phía lão. Nghe lão hỏi, anh chần chừ khoảng vài giây rồi mới lên tiếng trả lời: Dạ, con lên thành phố á, kiếm cũng được không nhiều, nhưng mà cũng không có ít. Chỉ tiếc là bây giờ có tiền rồi thì lại không còn ai bên cạnh nữa. Nghe những lời Huy nói, lão Chí cũng hiểu ra rằng anh đang ám chỉ điều gì. Đáng lẽ thấy người khác trong hoàn cảnh như vậy, lão phải an ủi tiếc thương, thì đằng này lại tươi cười khuyên nhủ: Ôi trời ơi, người chết rồi cũng chết rồi, có làm cái gì cũng không sống lại được. Chết là hết, mà cảm thấy ai thay được thì tìm người thay thế thôi. Sao phải buồn, quan trọng là tiền bạc nó như thế nào, chứ còn mấy cái thứ khác có hay không cũng không có quan trọng đâu. Lão nói bằng cái giọng điệu như thể đang dạy dỗ cho người khác. Huy nghe những lời đó từ lão thì càng thêm uất hận, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, nhưng anh vẫn cố kiềm nén sự tức giận đó vào bên trong. Chẳng biết lão nói thật hay nói đùa, nhưng những lời của lão nói ra khiến cho người ta nghe thấy rất khó chịu. Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng lão cũng đưa anh đến bờ bên kia. Lúc chuẩn bị lên bờ, anh ngoảnh đầu lại nhìn lão mà hỏi: Vậy tiền đó hết bao nhiêu? Nghe anh hỏi, lão hí hửng nói ra một cái giá cao hơn mọi người.
bởi lão nghĩ dù sao anh cũng từng làm việc trên thành phố, ắt hẳn là có nhiều tiền, cho nên cố tình ép giá. À, tiền đỏ hết thảy 30 ngàn. Huy không nói không rằng, lấy trong ví ra một tờ 50 ngàn chẳng, rồi nhét vào trong tay của lão mà cười nói. Con trả bác 50 ngàn, coi như tiền lộ phí qua bên kia xong. Nói xong, anh cũng quay người bỏ đi. Lão Chí cầm trên tay tờ 50 ngàn mà vui ra mặt, lòng mừng thầm bởi vì hôm nay gặp được khách sộp. Đứng vui vẻ một lúc, lão lại quơ chèo quay về bên kia bờ sông. Một ngày dài cứ như vậy êm đềm trôi qua trong ngôi làng Đông Vĩ nhỏ bé. Trời xế chiều, từng tia nắng gắt cao của mùa hạ dần tắt đi, mặt trời cũng khuất sau ngọn núi. Sau một ngày chèo qua chèo lại trên sông, lão Chí mệt mỏi, tự thưởng cho mình bằng mấy chai rượu ở trên thuyền. Uống được một chai, thần trí của lão bỗng mơ mơ màng màng. Tuổi tác cũng đã cao mà muốn uống tiếp cũng không được. Lão đành cất mấy chai rượu còn nguyên đi, chèo thuyền vào gần bờ rồi quay trở về nhà. Con đường đất không có lấy một bóng đèn, ánh sáng duy nhất từ mặt trăng rọi xuống. Cái bóng của lão Chí in hẳn trên mặt đất. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng khi có đợt gió nào thổi tới, lão lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lão lắc đầu qua lại vài lần, trùng mình lên mấy cái, rồi lại đi tiếp. Trên con đường vắng vẻ chỉ còn lại mỗi mình lão Chí. Nhưng không hiểu sao, lão luôn cảm thấy được tiếng bước chân vang lên ở phía đằng sau mình. Nó cứ cộm cộp vang lên liên hồi. Hướng đi của nó cũng giống như hướng đi của lão. Bất giác theo phản xạ tự nhiên, lão đột ngột quay đầu ra đằng sau. Nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không đen tối, mờ mịt, tăm tắp của con đường lạc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn rằng không có ai ở đằng sau, lão mới tiếp tục quay đi. Lão hướng thẳng về phía trước. Nhưng khi vừa bước đi được vài bước thì bị một cái gì đó ném trúng vào đầu lão, rồi rơi xuống đất, vang lên một âm thanh bịch khá to. Lão Chí đưa tay lên xoa đầu, đang định mở miệng ra chửi động thì trước mắt lão là một cánh tay máu me be bét, trên đó còn có mấy con dồi đang chen chúc lúc nhúc mà cắn xé miếng mồi. Lão sợ tới tái xanh mặt mày, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng hải hùng trước mặt. Chẳng cần phải tắm mà lão đã chảy mồ hôi cho ướt đẫm cái lưng áo sau, trên trán cũng lấm tấm mấy giọt. Lão sợ quá toan bỏ chạy đi, nhưng rồi đột nhiên châu mày lại, nhận ra cái cánh tay trước mặt mình thật ra chỉ là một khúc gỗ khô mà thôi. Lão Chí tiến lại gần, tay còn trung trung đôi chút nhặt khúc gỗ lên để xác định kỹ. Và lần này lão mới có thể chắc chắn chẳng có cánh tay người nào ở đây cả, tất cả chỉ là do lão tưởng tượng ra. Nghĩ khi nãy mình uống nhiều quá, có chút say, cho nên lão cũng không bận tâm mà tiếp tục đi về nhà. Sau sự việc lúc nãy, lão Chí có chút lo sợ trong lòng, cho nên đi nhanh hơn lúc trước. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là lão càng đi nhanh thì cái tiếng bước chân cộm cộp ở đằng sau cũng nhanh hơn theo. Âm thanh đó cứ đi theo lão, lặp đi lặp lại trong một quãng đường khá dài. Bức quá không chịu được, lão đành quay lại đằng sau mà chửi đổng lên. Cái thằng nào đêm hôm khuya khoắt giả mà hù dọa tao vậy? Đi ra ngay đi, tao mà bắt được á, tao bẻ gãy cổ à. Lão vừa dứt lời thì cái bụi tre gần đó rung lên từng đợt, như thể có người đang nấp ở bên trong. Lão Chí vừa sợ vừa nghi, đang định tiến gần cái bụi tre xem ai ở trong đó thì bất chợt một cái bóng trắng vội lướt qua trước mặt. Lão chưa kịp định hình lại thì từ phía bụi tre vọng ra một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, thì lương tới rợn người. Tại sao ông không cứu tôi? Sao lại để tôi chết oan như vậy?
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Bóng Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.